Thành quy tâm bảo tức là mình quay về, mình nương tựa, mình hướng về ba viên ngọc quý. Phật ví như một viên ngọc quý, pháp ví như một viên ngọc quý, tăng ví như một viên ngọc quý. Mà cái viên ngọc quý đây là trong kinh của mình á, là vô giá châu dụng vô tận, tức là như ý đó, ngã thử đạo tràng như ý châu. Như ý châu tức là cái viên ngọc như ý bảo châu, cũng gọi là cái từ mani bảo châu, ta dịch là như ý châu. Có cái được cái ngọc đó là như ý, cho nên mình dùng Phật là một viên ngọc quý, là một viên như ý châu. Pháp tăng cũng vậy, chính xác hơn là ba ngôn. Người ta có thể mượn ngôn từ của môn học này, của tôn giáo kia, người ta dùng lẫn lộn qua lại, không có chuyện gì phải kỳ thị, phải phân biệt. Tuy nhiên là cái nghĩa nào nó đích xác thì mình dùng. Chẳng hạn như bên Thiên Chúa bây giờ người ta mượn cái từ sám hối của đạo Phật, người ta dùng. Tôi nghe hàng đêm đó mà, tôi nghe hàng đêm cái đài của Thiên Chúa ở Phi Lực Tân, người ta phát mỗi đêm đó, trong tuần đó, thì người ta dùng cái từ sám hối. Hồi xưa bên kia thì gọi là ăn năn tội thôi, chứ ta không dùng sám hối. Bây giờ ngoài cái chữ ăn năn tội ra, bên đó ta thấy là cái chữ sám hối mà của bên mình á, bên đạo Phật mình á, nó phổ thông ha. Mà nói tới cái từ mà sám hối á, thì người ta, nhiều người của bên Phật giáo cũng nhận biết được. À, do vậy mà bây giờ bên đạo Chúa người ta vẫn mượn cái từ sám hối người ta xài. Điều đó mình không có gì phải trách cứ hay là không có gì trở ngại hết. À, xin lỗi, có một Phật tử mà vừa đem lên, ai bỏ quên cái kính và một tập tài liệu đây là xin nhận để bỏ quên mất uổng đó nha. Có tài liệu và có cái kính này, ai bỏ quên lại đây nhận này. Các vị nên cẩn thận chứ đây là bỏ quên nhiều lắm á, mất kính nhiều lắm á. À, tên cùng nghĩa đều khác, là như Phật gọi là giác, pháp gọi là bất giác, tăng gọi là hòa hợp, niết bàn gọi là giải thoát, hư không gọi là vô ngại. Ở đây là nên để ý chữ cái nào. À, Phật gọi là giác, cái này mình học từ lâu rồi ha. Kể cả Kinh Pháp Bảo Đàng Lục Tổ Huệ Năng cũng gọi là quy Phật, tức là quy giác, tức là quay về nương tựa với viên ngọc quý thứ nhất, là cái bậc giác ngộ vô thượng chánh đẳng. Thế nên Phật gọi là giác. Mà pháp á, con mắt của nó xài như vậy là, cho nên bây giờ là xài mót tái, xài tận dụng. Dịch cái chữ đó không ra. Pháp gọi là bất giác, cái chữ này là cái chữ hơi khác đó nè, là chính vì là như tôi nói đó, trong cái chữ pháp đó nó có cả cả khoáng vật, cả thực vật, mà trong đó có cả động vật. Mà nếu động vật mà không có học chánh pháp, hành chánh pháp, không có theo cái đường lối giác ngộ của đạo Phật đó ha, thì cũng là bất giác luôn. Do vậy cho nên ở đây gọi là pháp gọi là bất giác. Trong khi Kinh Pháp Pháp Bảo Đàng á, thì Lục Tổ Huệ Năng nói là Phật á, quy Phật á, gọi là quy giác, còn pháp á, thì gọi là quy chánh, tăng á, thì gọi là quy tăng á, gọi là quy tịnh, quy giác, quy chánh, quy tịnh. Còn ở đây gọi là
Phật gọi là giác và pháp gọi là bất giác, là chỉ cho thiên về cái bên mặt là hiện tượng vạn pháp rất là nhiều. Nhưng mà đứng bên mặt tục đế mà nhìn đó, bên lấy nhục nhãn mà nhìn đó thì nó là bất giác. Nếu như nhìn bằng tuệ nhãn thì pháp á thì gọi là chánh. À, nhìn bằng tuệ nhãn hay là Phật nhãn ha, thì pháp á gọi là chánh, giống như Lục Tổ Huệ Năng nói cái đó là đúng. Nhưng mà ở đây đây là đứng về mặt nhục nhãn mà nhìn thì pháp á gọi là bất giác. Tức là cái tánh của nó không hề có giác ngộ, mà thậm chí nó lại còn làm nguyên nhân cho khổ đau. Vì vậy cho nên là vạn pháp gom lại ở trong sáu thứ là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, mà nó lại biến thành ra gọi là lục, lục trần. À, mà sở dĩ gọi pháp là lục trần là tại vì nhìn bằng nhục nhãn, cho nên là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp nó trở thành một cái đối tượng mê hoặc, lôi kéo, nhận chìm, nó làm cho con người đam mê, luyến ái nó, và sanh ra phiền não, tham, sân, si, mạn, nghi, vân vân, khổ đau, nguyên nhân của khổ đau. Vì vậy cho nên là nhìn bằng nhục nhãn thì vạn pháp là nguyên nhân của khổ đau, cho nên nó là bất giác. Còn nhìn bằng tuệ nhãn, bằng Phật nhãn thì pháp gọi là chánh. Chánh nghĩa là cái tự tánh của vạn pháp không hề là nhiễm ô. Nếu anh nhìn bằng tuệ nhãn, anh thấy được cái tính chất, là cái thực tướng của vạn pháp là vô tướng, anh thấy được cái tính chất duyên sinh như quyển của vạn pháp, thì anh đâu có bị nó nhận chìm, nó lôi kéo gì đâu. Mà tự tánh của nó không hề là nguyên nhân đau khổ cho ai. Cho nên là nhìn bằng tuệ nhãn, nhìn bằng Phật nhãn thì vạn pháp là chánh. À, còn tăng thì gọi là tịnh. Tăng nó gọi là hòa hợp. Ở đây gọi là hòa hợp. Hòa hợp đây có nghĩa của chữ tăng là đừng có hiểu cái gì khác. Tức là cái người nào mà hiểu được là cái tánh của Phật và cái tánh của Phật, hiểu được Phật tánh và Pháp tánh, thì người đó gọi đó là cái nghĩa hòa hợp. Tăng gọi là hòa hợp. Niết bàn gọi là giải thoát, hư không gọi là vô ngại. Đó là đây là ta nói là pháp là một mà tên thì khác là vậy đó. Đây là cái thì là này cái nhất tam quy, danh và nghĩa đều khác. Riêng về tam quy thì danh và nghĩa đều khác. Vậy mà có lần Như Lai bảo Kiều Đàm Di bà khỏi cúng dường Như Lai, bà khỏi cúng dường Như Lai, bà chỉ cúng dường tăng thôi. Đấy, danh và nghĩa đều khác. Mà giờ đây Đức Phật dạy là thay vì muốn cúng tam bảo thì phải cúng Phật riêng, pháp riêng, tăng riêng, cúng dường tam bảo. Ở đây là có lần Như Lai dạy bà khỏi cúng dường ai hết, bà cúng dường tăng thôi. Mà bà cúng dường tăng tức là bà cúng dường tam bảo rồi đó. Bà cúng dường tăng là bà đã cúng dường tam quy đầy đủ rồi đó. Vì sao vậy? Vì tuân lời Phật là cúng dường Phật rồi. Vì mục đích giải thoát mà cúng dường là cúng dường pháp rồi. Chư tăng thọ nhận phẩm vật là cúng dường tăng rồi. Cho nên là Phật có khi một nói thành ba, ba nói thành một, một nói thành nhiều, nhiều nói thành một. À, cái này là cái mà vô số phương tiện của Như Lai. Này có giúp, có khi pháp sự có một mà Như Lai nói thành ba, có lúc pháp sự là ba mà Như Lai nói thành một. Những duyên cớ ấy là cảnh giới của chư Phật hàng thanh văn duyên giác không thể biết được. Chú cha, cái từ này nó hay vô cùng, nghĩa là Như Lai muốn nói làm sao là Như Lai nói. Như Lai nói làm sao cũng phải nghe hết rồi. À, nó hay vậy à. Bởi vì Như Lai là muốn hốt cái vị thuốc, cái thang thuốc đó 15 vị. À, đa vị thì hốt 15 vị, Như Lai
coi theo bệnh mà Như Lai hốt. Rồi Như Lai hốt cái thanh thuốc này có 8 vị thôi, mà cũng lành bệnh là Như Lai hốt 8 vị. Rồi có lúc Như Lai hốt có 3 vị thôi, cũng lành bệnh. Rồi Như Lai hốt 3 vị. Có lúc Như Lai hốt lúc hồi lấy gừng mà nhai vô, uống nước trà là xong. Thế là 1 vị thôi, mà cũng làm cho người ta hết phá bụng ha. Chỉ cần một vị là gừng hay là trà ha, lấy trà bá lộc á, nhai vô cho nó thật chát ha, rồi là uống nước trà vô, thế là hết phá bụng. Cho nên Như Lai muốn hốt mấy vị là Như Lai hốt, Như Lai là thầy thuốc vô thượng y vương mà, muốn hốt như hốt. Cho nên Như Lai muốn nói sao nói, cho nên coi chừng đừng có đem bên này hỏi kia, đem kia hỏi nọ hỏi lung tung không trúng. Đừng hỏi tại sao thầy thuốc hôm nay thầy hốt 16 vị một phen. Rồi bữa khác nói ủa thầy nay thầy làm biến hay sao, thầy không thương người này sao, thầy hốt có 8 vị vậy thầy. Đừng hỏi vậy. Rồi bữa khác nói ủa trời ơi thầy ghét người này hay sao, thầy không tính cho người ta sống hay sao, thầy cho có 2 vị, có 1 vị vậy thầy. À, chúng mày không biết, con nít đi chỗ khác. À, tùy theo thầy thuốc, cần 1 cho 1, cần 3 cho 3, cần 7 cho 7, cần 16 cho 16. Cho nên đó là cảnh giới của chư Phật, hàng thanh văn duyên giác không biết được, vì Như Lai vô số phương tiện. Cho nên tôi đã học cái này rồi á, có những lúc mà ngồi cười mình vậy, nó thú vị kỳ lạ hả. Như Lai mà một bậc rõ ràng là vô thượng chánh biến tri giác mà. Cho nên cái này tôi có nói các vị nhiều lần đó mà. Lúc thì ông nói tứ đế ha, là khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế, đấy hoàn toàn các vị biết ấy. Nhưng mà có lúc thì là Như Lai không có nói tứ đế nữa, nào không có tứ đế, chỉ cần tam đế thôi, bỏ bớt đế. Đó là nói về chỉ rõ cho mọi người biết về chân đế và tục đế, mà giữa chân và tục ông sống trung đạo. Tức là ông lấy cái trung đạo đế này nè, ông làm pháp tu nè, ha. Thế thì tứ đế bỏ, rồi xài tam đế. Tam đế rồi lúc khác rồi đây, nhị đế dung thông tam muội ấm. À, nghĩa là giữa chân đế và tục đế mà ông quan sát, mà ông nhận thức cho kỹ rồi đó, thì là ông có thể thành cái thứ tam muội, ha. Chỉ cần hai đế thôi. Rồi á, cuối cùng Như Lai nói vậy đấy là nói vậy thôi, chứ còn sự thật là có đệ nhất nghĩa đế, không có cái nào khác. Mấy lúc nay mà ta nói có vậy đế, nói tam đế, nói tứ đế đó, là giống như là thầy thuốc hốt thuốc vậy, tùy theo cái bệnh mà hốt thang nào bao nhiêu vị. Chứ còn là thật sự là nói vậy đế thì có đệ nhất nghĩa đế, là cần nên nghe và cần nên học, đó là đại thừa liễu nghĩa của đạo Phật đó. Còn các đế khác đó là nói chưa phải là thật sự là đại thừa liễu nghĩa đâu. Đó. Nhiều vấn đề là đều như vậy. Rồi còn cái lúc tứ đế đó, mình học tứ đế vậy đó hả? Khổ tâm diệt đạo vậy đó, mình học vậy đó. Mình tưởng đâu vậy là đầy đủ lắm rồi. Rồi bữa khác ông nói không phải vậy. Cái tứ đế mà của ta dạy cho các ông học đó, đó là bán tự giáo. Đó là dạy cho cái lớp tiểu học gọi là tiểu thừa. Chứ còn ông phải tu theo cái kiểu cái bằng vô lượng tứ đế cơ. Ông phải nhìn rằng những người mặc đồ Western đi dài sách cả tháp thiệt ngon ha, mà người đó khổ trung trùng vô tận ở trong lòng họ. Chứ ông tưởng đâu là mặc đồ đẹp vậy là đẹp sao? Ông tưởng đâu là các cô mà mặc đồ nghĩa là thiếp đẹp, mà ngồi nghĩa là đưa cái chân trắng tươi ra đó là ngon lành lắm sao? Không có đâu à. Đi vô cái sàn nhảy kia nó uống thuốc lắc, nó lắc một hồi ha, tan tành xí quách ra cuộc đời không còn gì. Ông tưởng đâu những người đó ngon lắm sao? À, ông tưởng đâu là những người đi hốt rác, đi hốt đi đổ rác, hay là đi móc ống cống đường mương, hay là đi đào đường đồ vậy mà hôi nhễ nhại vậy mới khổ sao? Những cái người mà coi nhìn có trong ngần bóng dởn mà khổ, ông phải nhìn cho được như vậy ông mới gọi là tỳ kheo đấy.
ông phải nhìn tổng thống đi một lần nghĩa là bao nhiêu chiếc máy bay, bao nhiêu xe hơi mà đã mất không lúng đem theo mà vẫn là không ngoài khổ sở trần ai. Ông phải học vô lượng khổ đế ông tu mới được chứ. Chứ bộ ông nói người ta nghèo mới khổ sao? Ông làm tổng thống rồi muốn gì được nấy, đi lần cả chục chiếc máy bay hỗ trợ vậy đó là không sướng, là sung sướng sao? Không, vô lượng khổ đế. Không có chiếc xe hơi nào đi là khổ, mà đi một lần một chục chiếc máy bay và chở theo 5, 10, 20, 30 chiếc xe hơi xúc bắn không lũng mà vẫn cứ khổ. Cho nên ông phải học vô lượng khổ đế, vô lượng tập đế, vô lượng diệt đế. Ông tưởng đâu niết bàn là chỉ có trong chùa mới có sao? À, niết bàn mà ông biết hưởng niết bàn á hả? Ông ngồi bất cứ ở mé suối, ở chân rừng, ở bờ ruộng, ở chỗ nào ông cũng có niết bàn hết, gọi là vô lượng diệt đế. Ông bận quần xà lõn ha, là cởi áo ra, ngồi bờ ruộng nhìn mặt trời buổi chiều sắp lặn ha, mà ông ngồi trong niết bàn, ông hưởng niết bàn đó. Chứ ông tưởng đâu là mặc đồ thiệt đẹp, rộng tay dài giống như từng thông vậy đây có niết bàn hả? Không có đâu. Và cái áo này là vẫn đau khổ tràn ngập như là địa ngục. À, hay, hay lắm. Cho nên là ông nói là tứ đế, à, rồi ông nói là tứ đế mà là sanh diệt tứ đế, ông nói vô lượng tứ đế, rồi vô vô sanh tứ đế, rồi vô tác tứ đế. Đấy, cho nên hồi đầu nó một đế đã là tứ đế, tứ đế rồi làm ra 12 thứ tứ đế. Hết giờ rồi mình đây. Chúng sanh vô biên thề nguyện độ phiền não vô tận, thề nguyện đoạn pháp môn vô lượng, thề nguyện học Phật đạo vô thượng, thề nguyện thành. Thank you.